Chào các bác nhá. Nay em giới thiệu các bác hai cái máy cạo râu của Panasonic này. Hai chiếc này thì giống hệt nhau luôn. ES-ST2P. Hai cái mã như nhau các bác nhá. Nhưng mà một chiếc đời 2017, một chiếc đời 2018 này, đều min Japan. Hai chiếc đều đẹp như nhau, đầy đủ đồ như nhau hết nhá. Đây. Quá đẹp luôn. Cả hai chiếc thì chức năng như nhau hết đấy các bác nhé, đều có khóa phím lại này. Đấy, hình thức thì hai con đều đẹp như nhau luôn. Đi theo máy thì sẽ có một cái đế sạc, một cái đế như thế này. Bình thường thì các bác có thể cắm sạc trực tiếp vào đây, hoặc là các bác có thể cắm vào đây cũng được. Để các bác cắm cục sạc vào đây nhé. Cục sạc thì cắm được điện 220V nhá. Đây là dầu tra máy và chổi để vệ sinh này. Đây là cái chụp đầu của nó này. Đấy. Sạc điện thì các bác cứ cắm điện mà đầy pin tự nó tắt. Còn nếu mà không thì các bác có thể để máy kiểu này. Dựng lên như vậy. Đó. Đây. Cái này cắt râu dài nhé. Ở chi tiết máy thì em đã giới thiệu qua rồi. Cái này thì không cần để hướng dẫn nhiều gì. Máy còn rất là đẹp các bác nhé. Cái này máy nhà em thì còn rất nhiều các bác nhé. Đó. Quá đẹp luôn. Bác nào mà lấy cả đôi luôn, vừa biếu vừa tặng nữa thì em để cho giá tốt hơn nhá. Còn lẻ là 1.800.000 một chiếc, hàng rất là đẹp. Đấy, ok các bác nhá.